Cây đa làng Ghè ở xã Tớc, huyện Đức Cơ, khoảng hơn 200 tuổi, là cây cổ thụ duy nhất ở Gia Lai tính đến thời điểm này. Năm 2016, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Tận dụng những giá trị cây di sản mang lại trong phát triển du lịch tại địa phương, năm 2023, huyện Đức Cơ đã xây dựng nơi đây trở thành điểm khởi đầu của tuyến du lịch nội địa của huyện. Riêng trong năm 2024, ngoài 4,1 tỷ đồng từ nguồn vốn do tỉnh phân cấp, địa phương thụ hưởng là xã Tớc cũng đã có kế hoạch riêng để cùng đầu tư nhằm khai thác tiềm năng của điểm du lịch này. Nghị quyết của hội đồng xã của tôi cũng thống nhất là sẽ đầu tư đường từ cái đà giữa làng Ghè để khu dân cư, với là tiếp tục là các hạng mục sau thì cần thiết thì tôi sẽ đề xuất là kiến nghị với ở cấp có thẩm quyền như là các huyện, các nhà hảo tâm người ta giúp cho để cái đà di sản ở làng Ghè thì nó càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đi vào thực chất cuộc sống của nhân dân. Tuyến đường với hai bên là hàng cao su bạt ngàn này sẽ dẫn vào một trong những điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách vào mỗi dịp cuối năm hay dịp lễ Tết. Đó là thác Ông Đồng, thác C10, nằm trên dòng sông Yapanon, nơi giáp danh giữa hai xã Gia Nan và Yapanon, huyện Đức Cơ. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ đã có quyết định phê duyệt dự án cải tạo điểm du lịch thác Ông Đồng tại xã Gia Nan, huyện Đức Cơ với tổng kinh phí 510 triệu đồng để thực hiện các hạng mục xây bậc cấp và lan can dẫn xuống khu vực thác để du lịch thuận lợi hơn trong quá trình đến gần thác. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Gia Nan, dù đã được đầu tư về cơ bản, nhưng để giữ chân du khách ở lại lâu với thác là điều mà địa phương đang rất trăn trở. Chủ yếu là xung quanh đây là vườn điều của các cái hộ dân. Còn ở dưới thác thì cây bóng mát thì nó không có nhiều, nên là trong quá trình nghỉ lại của khách hoặc là để chiêm ngưỡng lâu hơn thì nó lại sẽ không thuận tiện, nên là chủ yếu là khách đến xuống thăm với thời gian rất là ngắn, xong rồi khách lại tiếp tục như hành trình chứ không được nghỉ lại thời gian nó lâu. Đó là điều không chỉ riêng ở thác Ông Đồng mà còn là vấn đề đặt ra đối với huyện Đức Cơ trong quá trình đầu tư phát triển du lịch, do đó có phát triển hạ tầng du lịch. Trước mắt thì địa phương cũng đang triển khai theo các cái kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thì về khó khăn lớn nhất của Đức Cơ hiện nay đó chính là cái nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực văn hóa nói chung, đặc biệt trong đó lĩnh vực về du lịch thì còn khá là hạn chế, bởi vì chủ yếu là nguồn từ tiền sử dụng đất. Thì hiện nay là Đức Cơ cũng đấu giá cũng khá là khiêm tốn, cho nên là đây là một cái vướng. Dù khó khăn về nguồn vốn, nhưng với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ, huyện Đức Cơ đang tích cực tìm kiếm các nguồn lực để đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.